Thì cái bài 3.5 là của A đi ha. Ủa làm sao để giờ cái dục cái đó mất tiêu rồi. Nữa 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 lại là đây về cái này thì sẽ cho nó xuống mất dưới đây luôn. Rồi đây 3.5 3.5 đi ha. Ủa gì vậy? Ủa alo, cái này là sao vậy ta? Chấm năm. Câu A. A sẽ bằng mấy em muốn là cách nào, làm cách đặt hai cái đặt hai cục ở ngoài ra, hay là muốn làm theo cách bình thường? Muốn là cách nào mọi người? Ai làm bài này? Không ai làm hả? Thôi là khỏi sửa nha. Tại vì nó chị đã nói rồi, nếu mà không ai trả lời coi như là bài đó dễ là sẽ không sửa nữa. Ghi đề xong rồi nè. Vậy thì thôi coi như là dễ là khỏi sửa ha. 3.6. Đây đối với cái ma trận này tìm hạn ha. 3.6. Thì cái câu đầu tiên thì nó cũng tính bình thường thôi. Làm cái này nè. Làm cái này. Cái câu B, tại vì câu A nó là một cái ma trận vuông rồi, còn câu B không phải ma trận vuông. Nên là mình sẽ làm câu B. Hai, bốn, hai, trừ một, trừ hai, trừ một, 3, 5, 1. Với lại 4, 2, 4, 7, 2. Chỗ đó là trừ 2 chị. Hả? Chỗ trừ 3 là trừ 2 chị. Để chị xóa đi. Rồi 47 gì quên mất tiêu luôn rồi. 472. Rồi ok. Bài này sao? Bài này thì đương nhiên là cái hạng cao nhất của nó sẽ là bao nhiêu? Là chỉ có thể là 3 thôi ha. Tại vì nhớ không? Nhớ cái lý thuyết là cái hạng nó sẽ là min cao nhất, vậy là min min của m với n, mà m với n đây là 3 với 4. Trời nó đâu mất tiêu rồi. Thì nó chỉ có thể cao nhất là 3 thôi ha. Vậy giờ nó có thể là bằng 3 không thì phải đi tính xem là cái định thức của nó ở cấp 3 bất kỳ một cái nhà này cái này hoặc là cái bên này hoặc là cái này gì đó thì nó có khác không ha. Thì đầu tiên bây giờ mình sẽ đi với lại cái đầu tiên là mình sẽ tính cái bên đây trước đi ha. Ui ui. Đây mình sẽ đi cái góc bên này trước. Thì các bạn bấm máy tính đi, bấm máy tính xem. F1 thì sẽ bằng bao nhiêu? Gọi đó là 1 ha. Thì bạn nào bấm máy tính cái khúc này coi là bao nhiêu. Cái này số 2 này nha, để chị sửa cái này coi. Máy tính. Bạn nào máy tính ra cái này coi định thức của nó là bao nhiêu? Bằng 0 chị. Bằng 0 hả? Rồi ok, nếu mà bằng 0 thì là không có được. Rồi tiếp theo, cái tiếp theo, test 2. Ủa, từ 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 từ.
Cái đề là hồi nãy là trừ 1 hay 1, em gọi bị lộn. Cái này hay à, trừ một á, trừ một á, chị ở chị xóa nên bị đi theo luôn. Rồi tính lại coi Bằng bằng 12 bao không á chị? bằng hả, bằng bằng 12 hả? À, cái đếp 1 của nó bằng không chứ? Bấm ra À bằng bằng không. không à. Rồi đếp 2, đếp 2 có ai biết là gì không, có ai biết là cái hàm nào không, là từ đó đến đâu không? Bạn nào trả lời, bạn nào trả lời xem cái đích hai là từ đến đâu, từ cái hàng nào đến hàng nào Dạ trong hàng, này. dạ dạ hàng hai, hai, hàng nào? hai trừ một, bốn trừ hai. Gì chị không nghe? Dạ cái ô vuông đầu á chị. Ô vuông Dạ đầu. Chị hỏi cái đế hai, cái đế hai, cái hai tiếp theo là từ cái nào đến cái nào hàng hai cộng hai. này, đúng không? Từ này đến đây đúng không? Đó, từ đế hai đây nha. Rồi bấm đế hai coi ra bao nhiêu. Cái này chỉ bấm máy tính thôi ha, tại vì mình là trắc nghiệm mà nên chủ yếu bấm máy tính chứ không ai kêu mình ghi ra cái cách tính như thế nào hết. Rồi bấm máy tính rồi, định thức này. Này số 8 này nha, số 8 thấy ghê quá, sốc quá. Số 8 này lại. Rồi, đẹp hơn xíu rồi đó. Rồi, đến hàng bao nhiêu? Mình không luôn vậy. Còn không luôn, ok. Vậy đến cái đếp cuối cùng là đếp 3. Là ba cái cục cuối đúng không? Thì là sẽ là bao nhiêu đây? Có khác không hay là không ha, mình sẽ xét Không xem luôn chị. không luôn. Vậy thì là tức là cái hạng của nó không phải là ba rồi, mình sẽ chuyển sang mức 2. Rồi cái này là chị ghi đây số 3 là mấy em tự hiểu nha, đây là bậc 3, cấp 3 là không được rồi. Giờ sang cái 2 ha, cái 2 thì đầu tiên là mình sẽ xét để chị xóa hết mấy cái đỏ đỏ này đi. Giờ xét đến cái đầu tiên này đi. Đó, thì xét từng cái một, từng cặp một, từng cặp một trên dưới đó, vậy đó. Cái này cũng bằng không này thôi, nhận nhìn là ra rồi. Vậy thôi, cái này bỏ cái đầu tiên đi ha. Giờ cái hai này hình dễ nhẩm hơn nè. Để nhẩm thử coi. Nè, thấy cái này là khác không rồi nè. Đâu rồi? Cái này ha. Chị Đúng chưa, ơi, đúng khác không hả? chị bôi lộn luôn cái dấu trừ hai cổ hạ của cột thứ hai. Ok, chị thấy là chị thấy rồi, chị bôi luôn số 1 đây rồi. Thì thấy luôn cái này, cái định thức con này ha, là nó khác không rồi, nên là suy ra ranh của nó, ranh của cái ma trận này thì sẽ bằng 2 ha. Rồi, ok. Tiếp theo, sang bài 3.7. Thì cái này, hình như bài này có sửa rồi phải không ta? Chị nhớ là có sửa một bên rồi, là tìm cái A trừ 1. Cái này chị nhớ có sửa rồi. Đúng không? À, chị nhớ là có sửa rồi, chị... bảy. Nhiều quá. 26 3.4. Ủa vậy chưa sửa hết trời. Chưa sửa thì mình đi sửa thôi. Mấy bài này thì nó chọn thì chỉ có cái là nó rối thôi, chứ còn nó không khó đâu nha. Nó chỉ khó cái chỗ mà chiếu hóa ma trận thì làm hơi hơi mệt mệt thôi, chứ còn bình thường sẽ không khó lắm đâu. Mấy cái dạng nó cũng ít á, nó không có nhiều dạng. Rồi đây là bài này đi, chị coi coi bài này. Bài này 3.8 thì dễ không? Cái này sao ta? Chị coi coi thôi, làm bài 3.7 đi. 3.7 không biết đủ chỗ làm nữa trời. Một.
hai ba đúng không? Cái này khá dễ ha. Thì bạn nào bấm date của thằng A là bao nhiêu? Bấm giùm chị. Date thằng A. Dạ trừ 1. Ok. Date A. Rồi. Thì giờ có date A là nó khác không, mình suy ra là nó suy biến ha. Thì A trừ 1 sẽ bằng gì? Giờ phải làm một cái ma trận C đúng không? Đây công thức. Công thức đâu rồi? Đây thì là sẽ là một một phần đích a của CT. Thì mình sẽ làm từ từ ha, mình sẽ làm từ từ là C đi, khỏi làm CT. Còn mấy em muốn làm CT luôn á thì mình đổi dòng thành cột thôi, nó cũng không gì khó. Ví dụ như là thôi để làm từ từ đi. Đây đầu tiên là bỏ bỏ cái hàng này thì 2 trừ 3 sẽ là trừ 1 đúng không? Rồi cái này trừ 1, trừ 3 là trừ 4. Mà cái này có thay đổi dấu nha, nên là sẽ là 4. Này trừ 1, trừ 2 là 3, trừ 3. Còn nếu như mấy em làm CT á, còn khi mà mấy em làm CT thì mấy em không đặt hàng ngang nữa. Rồi mấy em sẽ đặt luôn là đặt hàng dọc xuống là trừ 1, 4, trừ 3 ha, nó vậy á. Nên mình sẽ làm CT luôn đi. Nếu bạn nào làm quen á, làm nhìn quen á, thì mình không cần thêm cái bước nào, mình làm thẳng luôn. Là bình thường mình sẽ làm hàng ngang, thì giờ mình làm hàng dọc. Rồi tiếp theo ha, tiếp theo là cái này 1 trừ 2 là trừ 1 đúng không? Trừ 1 mà có đổi dấu thì phải là 1. Xong rồi gì nữa? Cái này mấy em nhìn kịp không? Hay là muốn làm từ từ hàng C trước rồi đừng có lo CT? Kịp không? Kịp khúc này không? Các bạn. Dạ dạ kịp, dạ kịp. Ok kịp thì làm tiếp ha. Thì trừ 1 trừ 2 là trừ 3. Trừ 3 không đổi dấu ha. Rồi gì nữa quên rồi. À đây. Là trừ 1 trừ 1 là trừ 2. Trừ 2 đổi dấu là 2. Rồi tiếp cái này, các bạn kiểm tra cho chị nha, những cái gì nhẩm sai á. Này là 3, 3 trừ 4 là trừ 1, là không đổi dấu. À, gì nữa? Cái này đúng không? Trừ 3, trừ 2 là trừ 5, đổi dấu là 5. À, còn cái này đâu rồi? Trừ 2 với lại cộng 1 là trừ 1, không đổi dấu ha. Rồi thì đây là cái CT. Thì có đếch A rồi, một phần đếch A là trừ 1. Trừ 1 thì nhân vô đây thì nó sẽ ra A trừ 1 thì đổi dấu mấy cái này thôi ha. A trừ 1 sẽ bằng 1 trừ 1 1 rồi trừ 4 3 trừ 5 rồi 3 trừ 2 với 1. Thì khi này là a x, a bằng x nhân cho cái hàm này, thì x sẽ bằng cái này nhân cho a trừ 1 còn nhân cho cái này đúng không? Thì x x là lúc này sẽ bằng a trừ 1 nhân cho cái ma trận là dạ dạ chị ơi ơi. Hình như chỗ mà C32, CT32, 23 á chị, 23, 23. Cái này nó hả? Nó là số 5, số 5 đó cái này đúng hả? Không chị? Dạ 23 là số 5. Cái này ta? Số 5 nè chị. Không cái biết này chỗ hả? Đó chị. Dạ. Ờ. Chị tính, tính lại thì có sai sót gì không? Ok, chị coi coi. Ủa cái này nếu mà nếu chỉ thứ nãy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hả? Tức là cái hàng này nè. Đúng rồi. Cái này là trừ 3, cộng 2 là 1 mới đúng ha.
Ê. Có đổi dấu đúng không? Là trừ 1. Ủa? Trừ 2. Trừ 3. Cộng 2. Ừ là 1 đúng rồi đó. Đổi dấu luôn là 1. Vậy thì sửa lại cái chỗ này. Là trừ 1 ha. Rồi ok. Thì cái này nhân vô thì chị sẽ không nhân nữa nha, là mấy em về tự tập nhân. Chị sửa những cái thôi. Rồi tiếp theo là 3.8. 3.8 cũng dễ nè. 3.8 làm câu A đi. Trên đây ha. Trên đây quá trời chỗ trống luôn. Đây. 3.8. Làm câu B, làm câu A đi. Ừ. Câu B thì nó cũng dễ vậy thôi. Cái 2 trừ lambda. Hình như con này có sửa rồi thì phải. Chị nhớ con này có sửa rồi. Phải không mấy em? Sửa chưa ta? Chắc chưa. Thấy giống giống nhau. Đây là 2. 33. Rồi bằng không thì em thấy gì, cái bài này khi mà gặp không không nè thì mình sẽ chọn nó để làm cái cách bình thường, cái cách chính thống á, không phải cách làm tắt á, là sẽ là 2 trừ lambda, cái là det nha, mấy em phải hiểu là det nha, chị không có ghi khúc đầu á, rồi nhân cho 3 trừ lambda nè. Cái này là viết học vuông đi. Ôi gì chữ ghê quá, ghê quá, xấu quá, xấu quá. Trừ lambda rồi nhân cho 4 trừ lambda trừ cho 3 nhân 2 bằng 0. Thì các bạn giải cái phương trình này ra coi, lambda sẽ bằng bao nhiêu nè. Lambda bằng 2 là tính lambda bằng 2 nè. Còn ở trong kia thì sao? Ở trong kia bạn nhân vô rồi tính coi giùm chị coi là ra bao nhiêu. Nó ra bao nhiêu nữa? Mấy em. Chị chờ một xíu ha, chờ xíu mấy bạn tính khúc này ha. Dạ 1 với 6. Ok, cảm ơn em. 1 với 6. 3, 6. Rồi ok, hai bài này xong. Cái bài này chị sửa rồi nè, 3.9 sửa rồi. 3.10 cũng nói rồi luôn ha. 3.11. Đây, là 3.11 đi. 3.11 thì cũng sẽ là một dạng để tìm mấy trận nghịch đảo thôi. Nhưng mà cái gì, cái dạng nó cứ loanh quanh luẩn quẩn mấy cái đó không à. Nên là mình làm để cho nó lên, lên gọi là lên trình đó. Giải vừa nhanh mà vừa đúng nữa. Thì đó là cái tính chất của toán, nó chỉ vậy thôi ha. Trừ 1. Rồi bạn nào bấm đét giùm chị cái này coi, đầu tiên là phải bấm đét nó trước. Còn bao Dạ trừ nhiêu? 1. Ok cảm ơn em. Giờ bắt đầu tìm CT ha. Đầu tiên là bỏ hàng này đúng không, là 14 trừ 6 là 8, không đổi dấu rồi ha. Tiếp theo là 21 cộng 6 là 27 đúng không, đổi dấu. Tiếp theo là cái này là 3 cộng 2 là 5, không đổi dấu. Rồi theo là 7 7 trừ 2 là 5, là đổi dấu nè. Cái này là 14 cộng 2 đúng không?
là 16 không đổi dấu. 2 cộng 1 là 3 đổi dấu nè. 6 trừ 4 là 2 là không đổi dấu. Rồi gì nữa? 12 trừ 6 là 6 là đổi dấu. Rồi cuối cùng là 4 trừ 3 là 1 là không đổi dấu. Rồi ok, thì đó. Nếu mình ra tới đây thì ra được cái A trừ 1 là sẽ là bằng 1 phần đếch A. 1 phần đếch A thì nên vẫn là trừ 1 ha. Thì mình chỉ đổi dấu trong đây thôi. Là trừ 8 nè, trừ 5, trừ 2, trừ 16, 6, trừ 5, 3 với trừ 1 ha. Thì nó hỏi là dựa vô cái tại sao lại dựa vô cái áp dụng kết quả để giải hệ phương trình này, là cái này có phải là A khi mà từ cái hệ phương trình đó thì mình sẽ viết ra là như vậy đúng không, mình sẽ viết ra được như vậy. Như coi coi 2 3 trừ 1 1 2 1 với lại 2 6 7 trời, thấy ghê quá, thấy ghê quá, lố tay ghê. Y yes rồi bằng không ha. Thì cái này em thấy là gì, mấy nhận thấy cái này là gì, cái này là AT đúng không, A chuyển vị đúng không. Thì làm sao để dựa đó để tính được x y z, cách nào để dựa vào cái đó để tính x y z, các bạn nào biết không? Rồi cái đề đó rồi đây, áp dụng vào a trừ một để tính được x y z. Mày nào biết phải hả? Là a chuyển vị mà nghịch đảo thì bằng a nghịch đảo chuyển vị không chị? Đúng rồi, một cái tính chất đúng không, thì sẽ dỡ lại coi cái tính chất của ma trận nghịch đảo ha. Sao ta tính chất nó nằm đâu ta, đây đây nè, vậy đó đúng rồi ha. A chuyển vị nghịch đảo thì bằng a nghịch đảo chuyển vị. Thì khi mà giải này ra đúng không, thì chuyển vế sang bên đây thì có phải cái này sẽ là a của t rồi trừ một không, đúng không? Mấy bạn hiểu không? Mấy bạn hiểu khúc này không? Dạ hiểu. Đây ha. Thì khi mà chuyển sang là A T trừ 1 có nhân không không? Có nhân không không? Các bạn, bạn thấy chỗ này sao? Có nhân không không? Nó là vector 111. Ủa nó là 111 hả? Dạ. Xin lỗi ha. Hèn gì chị thấy kỳ kỳ nhân không, nó bằng không. Rồi chị cảm ơn em. Thì đó. Ủa sao nó mất cái này trời. Thì có đây dụ cái tính chất này. Đâu rồi. Tính chất này ha. Bằng sẽ là a trừ 1t, thì mình có a trừ 1 rồi, mình chỉ cần chuyển vị nó thôi thì sẽ ra ha. Rồi đến đây thôi, chị sẽ làm đến đây thôi. Rồi mấy bạn còn nhân vô thì là chuyện của mấy bạn rồi ha. Tiếp theo là bài 3.12 thì dùng phương pháp grammar. Đây cái phương pháp grammar thì cũng khá là dài dòng á, chị thấy nó dài á. 3.12. Ví dụ như nó khi mà em gặp một câu trắc nghiệm mà nó kêu dùng phương pháp grammar để tính cái phương trình này á, thì
nếu mà không có yêu cầu cách làm chỉ yêu cầu kết quả, nên cứ bấm máy tính như chị là ra hết. Cái này bấm máy tính là nó chắc ăn nhất, không có sai được, trừ khi em bấm sai thôi, còn bấm đúng thì nó sẽ ra nghiệm đúng hết á. Mà làm tự luận thì chắc chắn là phải làm rồi. Tự luận thì mình sẽ chọn làm câu A trước đi thôi. Cái này sẽ sửa hai câu thôi. Mình sẽ viết sang luôn là 1, 2, 3, 1, 1, 1, 4, 9. Y Z bằng gì vậy? Bằng trừ 1. Rồi đầu tiên là tính date của cái thằng này trước. Này, gọi thằng này là A đi ha. Thì date A bao nhiêu? Bạn nào bấm máy tính. Trừ 2. Mình mới tính khúc này coi ra bao nhiêu. Ở bên đây được bao nhiêu bạn học ta? À, Bằng trừ 2 cũng 6, cỡ 60 bạn ha. Bao nhiêu em? Bao nhiêu mấy em? Cái này. Ok, trừ 2. Rồi. Giờ date A1. Date A1 á. A1 thì là cái gì? Thì là cái này nè, thế vô cái hàng này ha. Ê. Gọi là thế vô cái hàng này ha. Đó, là thằng này thế vô đây là A1. Rồi A1 là bao nhiêu? Trừ Dạ, trừ 20 chị. -20. Ok, 20 hay trừ 20? Một bạn nói Dạ nghe trừ hai đáp án. 20. Ok rồi, đáp A hai luôn, đáp A hai cũng tương tự luôn. À thôi, khoan 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 khoan, thì ở đây khi đó thì x x ha, x sẽ bằng đáp A một chia đáp A. Ôi trời ơi, rồi mỏi tay quá mấy em ơi, trời vẽ ở này gì mỏi tay kinh khủng luôn. A một thì mở tay viết loạn xạ luôn. Ôi giời, khó mở tay. Giờ đét A thì sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 20 chia cho trừ 2 ha. Là bằng trừ 10 đúng không? Rồi được rồi, Ủa, tính bằng đây. Hả? trừ 20 chị. Ủa cái này là trừ 2 mà. Ý là trừ 20 chia trừ 2. À trừ 20 gì? Trời ơi, xin lỗi em. Vậy thì bằng 10 ha. Rồi, giờ cho x y luôn đi. Đáp án luôn. X bằng bao nhiêu, y bằng bao nhiêu? Thật nó sẽ là cách làm tương tự ha. Dạ, y bằng trừ 16. Ok, y bằng trừ 16. Dạ, z thì bằng 7. 37 hả? 7 chị, 7. À 7, ok. Thôi, mở quá. Mở hết cả tay. Thôi vậy là thêm câu D ở đây ha. Câu D này, số lớn lớn là làm cho nó đã. Một, hai, ba. Hai, bốn. Hai, ba, bốn, bốn. Cái số 2 thiệt chứ. Ủa, nè 344 đúng không? Ờ. 14, 20 với 23. Thôi, mấy em cho chị đáp án luôn đi. À thôi, đầu tiên phải tính cái data A trước đi đã. Data A bao nhiêu? Một chị. Một hả? Ok, vậy thì x y bao nhiêu? X y test luôn.
Cái này đừng có ăn gian chơi mà bấm máy tính hệ phương trình nha, máy tính đàng hoàng ha. Chị tin tưởng em nha. Nói nào hàng thôi đọc bao nhiêu chia bao nhiêu luôn đi. Chia một thì cũng là như nhau thôi, bằng cái chỗ bao nhiêu vậy? Ít bao nhiêu? Đợi xíu chị. Ok, chị Ghép đợi thêm đây. một. Chia một luôn hả? Ok, Chia y. bằng hai. Ghép bằng ba. Ok. Ba rồi, ok ha. 3.13. Cái này áp dụng và giải hệ phi tuyến tính này thì mình sẽ không làm câu A câu B nữa. Tại vì phương pháp mà chị đã giải bằng định thức thì nó dễ rồi ha. Mình sẽ làm cái câu C thôi, là cái áp dụng để giải cái hệ phi tuyến tính. 3.13 đúng không? Có bạn nào muốn văn nghệ không? Nghe nhạc có kiểu chiêu chiêu á. Ơi giời. Chị thấy là này mỏi tay nhưng mà được cái nó nhanh á. Nó dễ. 8x cộng 4y bằng 6 nè. Phải mà có cái bảng điện tử thì nó ấy hơn ha. 6 16. 5x cộng 3y bằng 15. Chị thấy chị viết cái này bằng chuột cũng hơi hơi đỉnh đỉnh rồi đó. Cũng rồi, cho x y bằng nhiêu luôn đi, tương đương luôn, bấm máy tính luôn đi. Y bằng alo, này dễ nè, phương trình hai ẩn rồi nè, bấm lẹ mà kết quả. Cái quả x ba y Dạ, bằng trừ 21/2. cái này hả? Ít hả em? Dạ. Ôi, số phập phân à. Rồi tiếp. Dạ, 45/2. Rồi thì nó nói là áp dụng kết quả trên để giải hệ phi tuyến tính sau là như thế nào. Cái chỗ này mấy em hiểu như thế nào? Cái hệ để chị biết cái hệ này ra đi ha. Em có nghĩ tới cái gì không? E-6 cái gì nữa hả? U bình V tất cả 4. Ôi trời, cái nhỏ nó khó viết ghê. Chắc phải đổi cái nhỏ hơn. Bằng một là phải. Em ở chơi 15, ô 15 vô 3. Rồi, cái này thì làm như thế nào đây? Cái này sao? Dạ, lấy LN2V. Đúng rồi, đó là hai vé ha. Thì đầu tiên cái này là sẽ bằng gì? Đọc đọc đọc. Bằng trừ 6 Tiếp. cạnh cho 8U. Ủa? 8LNU chứ. Cạnh cho 4LNV bằng 0. Thì là trừ 15 cộng 5LNU cộng 3LNV hay không? Rồi đến đây thì các bạn nhìn cũng ra luôn rồi ha. Chuyển vế thôi với hệ phương trình sẽ ra ln. Thôi ở gì đọc vậy luôn đi, đầu l bằng bao nhiêu? Ln ln u bao nhiêu?
Rồi là B bao Nhỏ nhiêu? vàng trừ 21 phần 2. LNV bằng 45 phần 2. Tại vì á, nó kêu là, tại sao nó kêu là dựa vào cái kết quả ở trên, là do khi mà mấy em chuyển vế nhà sẽ ra là cái hệ này nè, nó vậy luôn nè ha. Rồi cái này mấy em muốn tính u thì lấy e mũ này lên là sẽ ra uv ha. Dạ chị Rồi ơi, cái đó hình như phải kèm theo điều kiện nữa. uv lớn hơn không đúng không? Như vậy đó không? Rồi cái đó chị bỏ qua ha. Rồi ok, giải biện luận các hệ phương trình sau. Quá mệt. Làm câu câu B đi. Thì câu A không có số rồi. Mấy em hiểu biện luận là như thế nào không? Nó sẽ là kiểu thôi, giờ chị sẽ ghi lại cái đề trước đã. MX cộng Y cộng Z. Cộng 1 đúng không? X cộng 1, Y cộng Z cộng 1. Với lại x cộng y cộng mz bằng m bình. Cái gì? Rồi. Mà quá. Giờ sao? Thử chơi dạng ma trận đúng không? Rồi cái này ít ý đấy thì không ghi lại nữa nha. Ở bên đây là 1 m cái m bình thì mấy em phải biện luận sao. Đầu tiên á là phải biện luận có cái det này khác không, tức là mình sẽ giải ra được m khác cái gì đó. Sau này mình mới giải thì mình cứ dùng grammar mình giải, hoặc là dùng grammar giải đó. Rồi giờ det của cái này đi, cái của thằng A đó thì sẽ là cái gì? Đích A trước đi ha. Thì sẽ bằng gì mấy em? Mấy em có làm chưa? Hay là giờ giờ muốn làm muốn làm luôn hay là sao? Làm luôn đi ha. Chị sẽ dùng cách bình thường tại vì là rồi tiếp theo là gì? Vậy nào đọc tiếp. Trừ 1 nè. Không ai đọc luôn trời. 1 trừ m ha. 1 trừ 1 rồi trừ 1. Cộng. Rồi rút gọn thì ra bao nhiêu mấy bạn? Rồi lúc M3 trừ 3M cộng 2 M3 trừ 3M cộng 2. ok trừ 3m cộng 2 thì cái này nó bắt buộc phải khác không ha. Rồi nếu vậy thì m khác cái gì các bạn? Có các bạn biết cái này nếu mà giải bình thường sẽ là làm như thế nào không? Khi mình triển khai cái này ra các bạn có biết làm như thế nào không? Nếu mà không bạn, nếu mà các bạn không biết mình sẽ làm như vậy nè, để chị chỉ luôn cho ha. Mình sẽ dùng phương pháp đó là gọi là đặt nhân tử chung.
Vậy ha. Thì cái này nè, m trừ 1 mũ 3, bạn nào hạ thức đọc trừ ba coi. chứ chị, m trừ ba chứ. Sao trừ 3 em? Cộng 3 chứ, Do nên là chị cộng để 2 dấu mà. trừ, do chị để dấu trừ ở trước rồi mà chị. Quên, chị sản em. Xin lỗi. Rồi bạn nào đâu hạng thức, hỏi hạng thức này. Hạng thức không nhớ hả? Bảy hạng thức ấy nhớ đâu. Trời ơi, đại học mà quên hạng thức không được nha. Mời M trừ gì? 1 Ừ đúng rồi, mời trừ 1. nhân cho M bình cạnh M bình. M cạnh 1. Ok. Thì cái chỗ này là bên đây cũng sẽ đặt 3 ra thì còn lại m trừ 1 ha. Thì mình sẽ là trừ 3 luôn, chị sẽ làm luôn. Rồi, thì cái này khác không? Thì cái trong đây thì nó sẽ chắc chắn là luôn khác không rồi ha. Nên là m sẽ khác 1. Đó là gọi là biện luận á, biện luận là khác không, khác 1. Rồi còn khi mà giải ra. Giải ra thì kiểu ra m thì thế vô giải thôi. Nên là M cái khúc khác đó. h trừ 2 nữa chị. Do ở Cái trong này kia hả? là Ủa, cái này cũng có khác hả? Thì tưởng là nó sẽ luôn luôn không chứ. do cái đó là m bình cộng m trừ 2 là sẽ có là m trừ 1 nhân m cộng 2 á. Nhân từ chung. Vậy thì chị sẽ ghi lại ha. Vậy thì ta dấu ngoặc rồi. Khác một với mở khác trừ hai đúng không? Ok, là hai cái này ha. Rồi đó là biện luận. Cái bài này cũng tương tự ha. Cái này cũng còn dễ hơn nè. Tại vì nó có một cái mờ một ẩn thôi nè. Nó ít ẩn thì nó sẽ dễ hơn, nhiều ẩn thì sẽ mệt hơn. Tiếp theo là phương trình sau đây có nghiệm. Thì cũng là giải cái này khác không? Giải cái định thức khác không? Là bài 3.16 bữa sửa rồi nè. 3.17 sửa rồi. 18, 19. 19 sửa chưa ta? À, 19 sửa rồi luôn. 20 cũng rồi. 20 là bữa có nói rồi là sẽ cho bằng nhau xong rồi giải hệ thôi ha. 21 thì cũng sẽ bằng, cũng là giải ra mơ thôi, nó chỉ cũng na ná nhau á. Bài này sao ta? Này sửa chưa Vinh đó. À, này, ủa mày sửa chưa Vinh trời. 3 chấm mấy đây, 3.22 sửa rồi luôn. 3.23. Ừ, giá 23 chưa sửa nè. Một công ty khai thác mỏ. Đọc đề đi nha, đọc đề đi nha. Nó sẽ hỏi là giải thích ý nghĩa của vector 5V1. Rồi một bạn giải thích cho chị ý nghĩa của cái này. Siêu dễ. Bạn nào? Dễ lắm nha. Mấy bạn này mới muốn học thì cứ đi học đi ha. Hôm bạn nè trả lời hết hả? Là sao em? Ừ? Đúng rồi, là cái lượng khai thác trong 5 ngày á. Năng suất khai thác trong 5 ngày ha. Rồi, nó hỏi là không thay khai thác mỏ trong x1 trong và x2 ngày thì hãy viết phương trình vector nghĩa của nó. Rồi cái này thì có nghĩa là sao? Câu B 3.3 chấm này hết chỗ trống luôn à. Chịu không? Chỗ ở đâu ta? Ủa, cái không biết cái nháy vô nháy nữa đâu, mất tiêu rồi. Nhìn nó mất ở dưới đây hay sao? Ủa, nó vẫn còn ok. Vậy như này đi.
Rồi vậy đi ha. Thì đầu tiên là gì, bài 3.32 đúng không? 3.23. Thì câu B thì có nghĩa là nó như vậy nè. Nó sẽ là, có phải là nó hỏi x1 v1 cộng x2 v2 thì sẽ bằng cái được cái đống này đúng không? Thì mình sẽ ghi như thế nào? Mình sẽ ghi thành ma trận như thế nào? Bạn nào đọc thử xem. Nên chị sẽ viết thôi phá này đi. Chị sẽ viết cái vế bên đây trước. Đây là x1, x2 thì sẽ bằng 150 với lại 2825. Rồi còn hai cái vector kia thì sẽ sắp xếp như thế nào? Sắp xếp theo từng cái riêng hay là xếp ngang qua? Các bạn sẽ ghi theo kiểu đây. Kiểu sao em? Chị không nghe, chị không nghe. Dạ kiểu như là V1, V2 trước sau ghi bình thường chị. Ok đúng rồi ha. Thì cái này cũng sẽ dễ ra như một cái ấy bình thường thôi. Nên là quan trọng là cách mình trình bày ra đến cái bước đó. Còn cái bước sau thì dễ rồi ha. Rồi cái này thì tự giải ra được ha. Hãy dùng ma trận để giải phân trình rồi thôi. Ok vậy thôi. Câu này sửa chưa ta? Này chưa sửa nè. À đây cũng là một cái nữa là giải thích ý nghĩa 100A với 120B. Thì AB này là chi phí giá trị trên mỗi đô la thu nhập. Có nghĩa là sao? Nó cho sản phẩm A giá trị 1 đô thì phải công ty phải chi là bao nhiêu tiền vật tư, rồi tiền nhân công, rồi tiền quản lý tổng quát. Rồi B cũng là 1 đô thì cũng bao nhiêu đó số tiền. Rồi vector AB thì là giá trị chi phí trên mỗi đô la thu nhập. Vậy thì cái này 100A với lại 120B là gì? Đây này trả lời. Nó chỉ là một cái câu lý thuyết thôi. Dạ tổng chi phí khi mà sử dụng 100 sản phẩm đối với A và 120 sản phẩm đối với B. Cho 20, đúng rồi ha. Có nghĩa là tại vì cái thằng này nè, nó có giá trị là 1 đô luôn rồi. Nên là mình sẽ không ấy, ví dụ như nó có giá trị cho 2 đô thì sẽ khác nha. Nó kêu là cái là chi phí trên mỗi đô la thu nhập. Cho cái này là 1 đô sẵn á, chứ còn nếu mà nó 2 đô thì nó sẽ khác nữa. Nó sẽ khác cái câu trả lời đi. Thì cái này nó sẽ là chi phí khi mà sản xuất á, chi phí khi mà thu nhập được 100 đô của cái sản phẩm A và 120 đô của sản phẩm B. Đó. Rồi cái XA với lại X1A, X2B thì nó cũng sẽ là X1 đô trên sản phẩm A, X2 đô trên sản phẩm B ha. Nó chỉ là một cái lý thuyết thôi. Ok, bài 3.25. 3.25 này. Bạn nào còn nhớ cái tính chất của độc lập tuyến tính không? Độc lập tuyến tính là khi đó là mình cắt cái bộ số nó phải bằng không hết thì nó mới độc lập. Còn nếu mà chỉ còn một cái thằng nào trong cái bộ số đó khác không thì nó sẽ là phụ thuộc ha. Rồi bây giờ đầu tiên là câu A. Mấy cái R2, R3 này chỉ là cái không gian thôi nhá mấy em. Nên là cũng đừng có quan tâm. Rồi làm câu A. Câu A có hai cái là gì? Một cái với lại 9 trừ 3. Thì cái này sẽ làm sao? Bạn nào biết? Tại vì cái này trong cái bao bao chị không có ghi cái cách làm bài này. Nhưng mà sẽ làm như thế nào đây? Chị chỉ ghi cái tính chất của nó thôi. Là này thôi, chị chỉ ghi tính chất thôi chứ chị không có ghi cái giải như thế nào hết.
Làm sao mấy em? Nè, theo như cái tính chất nè, là đầu tiên là sẽ là A. Đâu rồi? AX1 cộng A2X2 đúng không? A1X1, A2X2. Thì mình sẽ ghi là, sẽ ghi lại là X1 với lại A1 là gì? Là 18 ha. Rồi à không phải, ghi ngược rồi. X1 ha. Rồi cộng cho mấy nữa? 9 trừ 3 3x2 thì bằng 0 đúng không? Thì cái này đến đây thì em sẽ triển khai ra sao? Nếu mà muốn làm ma trận á thì nó sẽ là như vậy. Đúng không? Phải vậy không? Phải vậy không? Chuyển vị lại đúng không? Rồi. Thì cái này cứ dễ thôi ha. Dễ ra coi xem phải là x1, x2 hoặc 0 hay không thì nó mới là phù hợp hay độc lập. Tức là chỉ có một cái cặp số đó nó mới thỏa mãn cái phương trình này ha. Có ra vậy không? Cái này x2 là bằng 0 hết không? Không hết. Ok vậy thì dễ suy ra luôn ở F1 bằng F2 bằng 0 ha. Thì chờ chị một xíu, suy ra nó là độc lập tuyến tính, độc lập tuyến tính ha. Rồi tiếp theo là câu B. Câu B nó cho như vậy. Nó cho có như vậy sẽ làm sao? 1, 2, 3, 3, 6, 7. À, 1, 2, 3. Cộng 3 B ha. À, x2 chứ. Rồi thì cái này viết sẽ như thế nào em? Mấy bạn ơi, mấy bạn ơi. Dạ là viết vector của trước x1 theo hàng dọc xuống, còn tới vector của x2 theo hàng dọc xuống. Cái này chị thấy nó xa xa á, tại vì nè ví dụ như vậy à. Rồi ok, rồi ha, cái này các bạn không
bằng không không, từ từ, bằng không không, thêm cái câu C này, câu C nó sẽ không cái ẩn thôi, thì nó cũng là em biết gì không? Cái này là không đúng vậy đâu nha. Cái này không phải đâu nha. Hồi nãy chị gì cũng hay bị cấn cấn ở chỗ này là cái này phải là 18 9 trừ 3 mới đúng nè. Tại vì á khi em nhân hàng với cột ra đây nè. Ủa không. Ôi từ từ coi, chị suy nghĩ được coi. Cái này là sao ta? Chị nhớ là cái này cứ đặt xuống. Là để chị kiểm tra lại cái chỗ này đó. Cái phần này chị hơi lủng. Chờ xíu mấy chờ xíu. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Xin lỗi các bạn, là nãy là đúng rồi nha. Sorry, sorry. Là như vậy chứ. Trừ 3. Rồi, ok, cái này không có gì không gì hết nha. Rồi ok, bài này, bài dưới. Các bạn không không? Ai tính nó luôn hả? Trời ơi, cái này ba phương trình mà hai ẩn là dễ làm lắm. Thôi coi như là bằng không đi, khỏi kết luận luôn giờ. Cái câu tiếp theo là câu C đúng không? Câu C thì nó có thêm cái ẩn m 2 trừ 3 m nè. Cái này cũng là giải cho nó khác. Kiểu sao ta? Nó hỏi là xét tính hoặc là tính tính. Mà cái này có m thì ví dụ như là em xét nó bằng không là m bằng bao nhiêu đó thì cái vectơ đó là tuyến tính, còn m nó khác bao nhiêu đó thì vectơ nó sẽ không được là tuyến tính ha, thì cái này nó sẽ là trả lời theo cái kiểu đó. Này là tiếp một tiếp hai thấy ba luôn ha, thấy ghê quá. Ui. Ôi giời ơi. Một. X2 X3 bằng 0. Rồi cái này cũng kiểu biện luận sang đây nè. Nè giải đế đó hay không? À cái này nếu mà là cách này á thì thường thì kiểu nó khó á, nên làm cái hệ phương trình đi nó dễ biện luận hơn, nó dễ biện luận hơn ha. Thế là hệ phương trình thì sẽ là 2x1 nè cộng 3x2 nè, cái này thì nó dễ chuyển vế đổi dấu hơn, bằng 3 rồi nè, trừ 3 trừ 2x2 là trừ 4 x 3 ha bằng 0, cuối cùng là m x 1 cộng m 5 x 2 cộng m 3 x 3 bằng 0. Cái này làm sao? Đầu tiên là sẽ khử khử bớt đi một hàng á. Các bạn, cái này thì biện luận như thế nào? Dạ là cộng hai phương trình 1 với phương trình 2 lại. Để chị cộng lại ha. Nó cộng lại thì sẽ còn lại gì? Trừ x1 hả? Dạ. Rồi cộng x2. Trừ 3x3. Trừ. Rồi xong rồi cộng ở dưới nữa đúng không? Dạ. Cái này là sẽ là làm cái khử vậy á.
Nếu cách nhanh hơn thì em thường làm kiểu định thức của nó khác không thì nó độc lập tiếng tính được không chị? Cũng được được luôn, thì chị thấy cái nào cũng được hết á, này thì làm thì cũng cũng được luôn. Ừ, nói chung cách nào cũng được hết, mà chị muốn thử là cách này á, hay là m trừ x, tại vì độc lập tuyến tính nó có rất nhiều tính chất lợi tính nhanh nữa lắm. Nó có tính chất là hai hai cái vector mà gọi là sao ta, nó gấp mấy lần nhau thì nó cũng là độc lập tuyến tính nữa. Mấy em có biết cái đó không? Cái này là gì, 6x2. M trừ 1 chị. Ủa mà chưa một. Ừ, đúng rồi. Rồi, bằng 0. Còn đây là sao nữa? Cái này em làm cái gì nữa? Nếu mà em biện luận M sẽ bằng này thì nó có ra được cái gì không? Nó có ra được cái gì không? Nếu mà làm cái cách này, còn cách này đương nhiên nó sẽ ra một cái số rồi nè. Nếu mà làm theo cách này là 6x2 chia cho x1 rồi cộng 1. Vậy thì cái này nó có làm được cái gì không? Không chị. Ừ, không đúng không? Vậy thì suy ra là phải làm cách chơi là định thức ha. Vậy thì làm cái định thức này thôi, chị xóa cái dưới luôn đi, làm thử thử chơi chơi. Bởi vì tùy bà cái xóa luôn. Rồi, ok. Mấy em có nhớ cái tính chất để mà xét nhanh mấy cái này không? Là hai vector tỷ lệ với nhau nè thì là phụ thuộc nè, hoặc là một cái vector là tổ hợp của những cái vector còn lại. Nếu mà còn cái cách nhanh nhất là cứ tính định thức thôi, tính def là bằng không thì nó là một tính tính. Rồi cái này thì sẽ bằng gì vậy? Mình sẽ làm cách nào? Làm cách bình thường luôn cũng được. Nếu làm cách bình thường sẽ là m nè. Trừ 12 cộng 2 là trừ 10. Trừ 10 đúng không? Nhân trừ 10. Rồi trừ cho 5. Nhân cho gì đây? Là trừ 8 cộng 3 là trừ 5. Rồi cộng cho 3 nhân cho trừ 4. Trừ 4 mà cộng 9 là 5. Bằng 0. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Thì tương đương với lại m sẽ bằng cái gì? À, 25 nè, 25 với 15 là 40 hả? Là mờ 4 hả? Phải không? Dạ, ủa mà định thức bằng không hả chị? Bằng không hay khác không? Nếu mà nó Chị độc lập làm tính tính bằng thì không trước. Thì ý là à chị làm dạ. bằng không trước để cho nó mờ vào một cái. Được rồi, đó Dạ đúng sáng bằng ha. 4 á chị. Ừ. Rồi từ đó xét. Xét nếu là độc lập tuyến tính thì sao? Rồi tính tính thì tương đương gì? Dạ, định thức bằng khác không? Là tương đương m khác 4 ha. Rồi nếu mà phụ thuộc tuyến tính thì tương đương m bằng 4. Tại vì cái này nó kêu là xét xét thì mình phải xét cả hai cái, chứ nó không có kêu là mình chứng minh nó độc lập tuyến tính. Nó không kêu mình phải bắt buộc phải là độc lập tuyến tính, nó chỉ xét thôi. Mình phải xét cả hai trường hợp là như vậy. Vậy là học xíu ha, vậy là đến 2 giờ học tiếp. Chị đi uống nước cái.
Rồi chúng ta tiếp tục ha. Thì cái bài 3.26 là cũng sửa rồi, 27 cũng sửa rồi luôn. Bài 28 cũng sửa rồi luôn. 29 cũng rồi ha. 30 là cái bài 30 thì này thì kiểu chứng minh á. Chứng minh thì cái này A là cái này đối xứng thì A không suy biến và chứng minh A trừ 1 đối xứng. Mấy cái này chứng minh thì kiểu dùng tính chất là chứng minh thôi nên là chị cũng không sửa. Ok không? Phải sửa ha. Có là bài 31 nè, 3.31. Tiết giáo dạng toàn phương. À 3.31 thì dạng toàn phương câu A đi ha. Cộng 7 ba bình. Cái này mấy em có hiểu không? Nó cũng không có khó đâu. Xiết dấu có nghĩa là sao? Xiết dấu nghĩa là sao? Bạn nào đây chị sẽ dọn lại cái đó ha. Tiền phương đâu rồi đây. Cái này xiết dấu là gì? Xiết dấu là xiết dấu của ma trận á. Thì từ cái dạng tiền phương mình sẽ chuyển về cái ma trận. Chuyển như thế nào? Nó cái này giống như là u á sẽ là thì cái này cũng biết nói sao ta. Cái này sẽ là 3 nè. Cái này sẽ là 7 nè. Cái này sẽ là -2. Hiểu không? Các bạn hiểu cái chỗ này không? Đúng không? Ủa mấy em nãy giờ nghe chị nói không? Mấy em nãy giờ nghe chị nói không? Chị để cái mic nãy giờ xa quá. Rồi cái chỗ nghe. Rồi cái chỗ này. Ồn hơi ồn hết, tự nhiên giờ quán đông ồn quá. Thì cái chỗ này hiểu không? Tại sao nó ra được vậy không? -2 là cộng lại nó 2-4. Ừ đúng rồi á, thì cái chị cũng giờ biết giải thích sao nữa, nhưng mà cái này nè, cái đầu tiên này thì nó sẽ là đây, nó sẽ là trên đường chéo, cái bình sẽ là trên đường chéo, còn cái mà hai cái nhân nhau sẽ là đường chéo phụ ha, còn cái bình là đường chéo chính. Thì giờ xét dấu của cái này thì xét sao? Xét sao thì phải dựa vào cái này ha, mình có nhiều cách xét nè. Có thể là khi mà xét thường á, chị sẽ dùng cái cách để tính định thức con á. Thì M1 của nó là sẽ là 3 nè. Và M2 là bằng cái này là nhiêu? 21 cộng 4 trừ 4 là 17 đúng không? Thì hai cái này đều lớn hơn 0. Thì suy ra cái ma trận này là dương. Xác định dương ha. Thế thì chị thường làm cách đó. Ok. Có mấy bạn hiểu không? Mấy bạn hiểu cái này chưa? Vậy thì thử làm vậy thì cái câu B tương tự ha. Giờ làm câu C. Câu C nó có nhiều nhiều ấy quá nè. Làm câu C đi. Để chị viết lại coi. 3 u bình. Rồi trừ 2 u 1 u 2 ha, cộng 4 u 1 u 3. Trời, chị cảm thấy tê tay luôn á. Cái này biết là muốn tê cái tay ghê. 5 u 2 bình.
cộng 4 ô 3 bình. À, trừ 2 ô 3 ô 2. À, cái này cũng hơi mệt mệt nè. Ô 2 ô 3 chứ. Đầu tiên là mình sẽ viết cái đường chéo chính trước ha. Thì sẽ là 3 5 4. Rồi bây giờ đường chéo phụ này, bắt đầu đường chéo phụ. Thì cái này sẽ điền như thế nào? Điền sao? Cái này sẽ là số mấy? Nè, đầu tiên là chữ 2 nè. Chữ 2 này nó sẽ nằm đây nè. À, chữ 1 đây. Và là chữ 1. Đó. Tiếp theo là cái 4. 4 này đúng không? Thì sẽ là đây là 2. Đây 2. Và cuối cùng là chữ 2 này. Thì đây là chữ 1. Và đây là chữ 1 ha. Rồi, xét xét dấu thì M1 bằng 3 lớn hơn 0 mà 2. Mà 2 biết là cái nào không? Mà 2 sẽ là lấy cái này nè. Mà 2 là lấy này nè. Thì bao nhiêu? 15. 15 trừ 1 là 14. Và M3. M3 bạn nào bấm máy tính cho chị coi. Bao nhiêu ạ? Bạn nào bấm máy tính cho chị coi. Ủa? Mấy bạn ơi, mấy bạn ơi. Máy tính cho chị khúc này. Máy tính, máy tính. Alo. Thì mình thấy chị nghĩ là sẽ ra một số dương nữa. Tại vì mùa 1, mùa 2 nó cũng dương rồi. Nên là chị nghĩ là sẽ ra một số dương nữa. Đúng không? Ba đây chị. Dương. Ừ, dương thì nó sẽ là xác định dương ha. Định dương ha. Rồi ok, xác định câu D. Câu D này thì mấy em thấy ở đây nó thiếu cái gì biết không? Đây có UV nè. Đây có UV nè, có W nhưng mà thiếu VW. Thì cái vị trí VW đó là tương ứng với lại cái này nè, tương ứng với hai cái hàng cuối này. Mà nó không có thì có nghĩa là không á, là không không là hai chỗ này sẽ là không không. Thì các bạn cũng tương tự ha, khỏi sửa. Tiếp theo bài cuối cùng. 3.32 rồi ha. Thì cho cái này. Rồi. Cái này 500A và cái này thì sẽ không, nó cũng giống như cái bài trên là hệ số kỹ thuật của 500A1 nè. 500A1 nè là của N1 nè, là hệ số kỹ thuật của ngành N1 nè. Rồi cái này 400 là 400 N1 với lại N3 nè, thấy không? Rồi tính số tiền mình nộp phải trả cho ngành 3 N3 để mua. Rồi cái bài này đáng làm ha. Bài đáng để làm. Sẽ ghi cái bài này đáng làm là làm câu cuối, hai câu cuối á. Câu A sẽ không ghi nữa, làm câu B thôi. Thì ghi lại cái ma trận đó ha. 0.3, 0.5, 0.3. Thôi ghi dấu phẩy đi. Ghi chấm nhiều khi lộn lâm dấu nhân nữa. 0.2, 0.2, 0.3. Và 0.4, 0.2, 0.2. Rồi thì cái này nó hỏi là số tiền mà ngành N1 phải trả cho ngành N3 để mua sản phẩm ngành N3 là nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, biết tổng giá trị sản phẩm ngành N1 là 600 tỷ. Thì mấy em hiểu cái khúc này là sao không? Mấy em hiểu không? Các bạn nào hiểu cái khúc này là sao không? Nó kêu là số tiền mà N1 phải trả, mà N1 phải trả cho N3 là sao mấy em? Là sao, là sao, là sao?
Ủa, khoan khoan, cái câu này là nó ngược ngược nha. Từ từ nha, cái chỗ này hồi nãy chị nói bị nhầm nhầm nè. Nó kêu là A1, A2, A3 là ba dòng. Tức là ba cái này nè, ba cái này ba dòng ha. Thì A1, 500 A1 là tương đương với lại 500 ngành N1 rồi N2, ngành N3 đó. Hiểu không? Chứ không, tức là nó sẽ là, nó không phải là cột, từng cột riêng của từng ngành mà nó sẽ là chung á, chung chung của ba ngành thì báo thông số này ha. Ủa đúng không? Hệ số ma trận gì, ma trận hệ số kỹ thuật của một nền kinh tế có ba ngành sản xuất. À ừ, thì đó là ý là nền nhân cho là một, là hai, là ba đúng không? Hồi này 2 là 3. Ừ đó, nó mình nó vậy á. Rồi tiếp câu B là tính số tiền mà ngành N1 phải trả cho ngành N3 để mua sản phẩm ngành N3. Ngành đầu vào biết tổng giá trị sản phẩm ngành N3 là một là 600 tỷ. Là sao ta? Cái này là sao mấy em? Nó là bài toán thực tế á. Còn cái câu dưới là có tính tỷ số tăng trưởng của nền kinh tế này thì có công thức nha. Tính tỷ số tăng trưởng thì đây nè, đây nè, tốc độ tăng trưởng nè, tỷ suất lợi nhuận này, có lấy cân bằng nè. Tỷ số tăng trưởng nè là tốc độ tăng trưởng hả? Sao em? Liên quan tới số 0.4 đúng không chị? Ừ? Ý là câu B nó liên quan tới số 0.4. Là số này đúng không? Dạ, tại vì nếu mà 0.4 nó có ý nghĩa là để ngành 1 sản xuất được một đơn vị giá trị sản phẩm thì phải bỏ ra 0.4 để mua ngành 3 làm nguyên liệu. Dạ, Vậy còn là sao nữa? ta nói là biết tổng giá trị sản phẩm mà là 600 tỷ, vậy là thấy 600 tỷ nhân 0.4 hả chị? Hay là nhân cho 1.4? Để cái đó là Một một phẩy bốn của em là em lấy gì cộng gì mà ra 1,4? dạ không, tại vì hồi nãy em mới đọc cái ý nghĩa của A31 À á. à, em đọc ở đâu? Em mới đọc cho chị nghe. Chị tưởng đâu là cái gì chứ. Thì A31 là cái này, tức là để có một đơn vị N1 thì còn 0.4 N3 đúng không? Nãy đọc vậy đúng không? Dạ. 0.4 giá trị sản phẩm để mua của ngành 3 là nguyên liệu đầu vô. Chị còn em đọc cái ý nghĩa của 0.2 giùm chị đi. Dạ, 0.2 là để mà ngành ngành 2 sản xuất được một đơn vị giá trị sản phẩm thì phải bỏ ra 0.2 giá trị sản phẩm để mua nguyên liệu của ngành 3 Vậy thì làm ngành nguyên liệu 3 đầu hay sao? vào. Vậy thì ngành 3 hay sao? Dạ, ngành 3 thì tự cung tự cấp. Ê, sao ta? Cái này cái ý nghĩa của cái này hả? Thật ra chị cũng không kiểu chị cũng không không bạn nói đúng rồi đó, ý là bạn nói đúng rồi đó, nhưng mà nè, cái họ tính số phải trả cho N3 để mua thì em hỏi là nhân 0,4 hay là nhân 1,4 đúng không? Dạ. 1,4 là em, tại sao em ra được cái số 1,4? Dạ, để em sắp xếp từ ngữ sẽ nói cho chị hiểu. Là ý em là có nghĩa là 0,4 là một ngành, còn ý em là 1,4 tức là
có phải chị cũng hiểu ý em nhưng chị cũng không biết hết sao, không biết mà chị hiểu, chị không chắc là chị hiểu đúng ý em nữa. Ý là có phải em là 1024 này là cần sản xuất ra một đơn vị ngành 1 thì cần 0,4 đơn vị ngành A đúng không? Ý em là 1,4 đó là chị hiểu, chị chắc là chị hiểu đúng ý em á mà chị không biết hết sao nữa. Thì chị chốt lại là nhân 0,4 nha. Nhân 0,4 á. Dạ, tại vì hồi nãy em đọc là phải bỏ ra 0,4 mà tự nhiên em suy nghĩ 1,4 đâu ra chi không biết nữa. Đã nói là bỏ ra 0,4 rồi mà còn thiếu 1,4. Ok, giờ cái này tính tỷ số tăng trưởng nữa nè. Thì cái này là sao? Em nói luôn Dạ, em quên rồi. quên hả? Tỷ số tăng trưởng thì nào có cái mà chọn. Thì đây nè. Cái đó là tỷ số tăng trưởng, nó là tốc độ tăng trưởng á. Tức là mình sẽ tính lambda sao. Lambda sao thì cứ trừ ra nè. Trừ như bình thường thôi ha. Ủa chị nhớ có một bài trong đây, có một bài tính tỷ suất lợi nhuận mà đây không thấy ha. Thì tỷ suất lợi nhuận thì cũng cứ dựa vào mấy cái công thức này thôi. B này là lợi nhuận nè. Còn B là giá trị, A là cái ma trận mình có. Thì ở đây mình sẽ kết thúc bài tập chương 3 ở đây ha. Các bạn có còn thắc mắc bài nào nữa không? Có mấy bài chị lướt qua, có bạn nào không tính ra được câu nào hay là không biết làm câu nào nếu mà ổn không biết không, bữa nay có đi học không ta? Bạn không ở đây có học không để gửi bạn ý bạn đi link điểm danh á. Có đúng không? Có. Bạn nào mới nói gì? Dạ, có em có gửi rồi chị. Vậy thì bữa nay mình sẽ mấy bạn để nha, sau này mình sẽ kết thúc buổi học này ở đây ha. Do chị bữa nay cái điều kiện của chị không được tốt nên là cái âm thanh nhiều khi bị ồn thì mấy bạn cũng bỏ qua cho chị ha. Rồi bữa sau thì mình sẽ đi đến chương 4 và giờ chương 4 thì chương 4 cũng khá là ngắn. Không có dài em, nhưng mà nhìn nè. Có 5 slide. Thì bữa sau mình sẽ đi qua, có mỗi chương 3 dài nhất thôi. Dài quá trời dài luôn, nó chiếm một nửa luôn không? Thế vậy để nhanh xong rồi có thể A bữa hôm nay được ha. Chị cũng xin lỗi là do phải dời cái lịch học lên cái giờ này. Nhưng mà do chị có công việc bận đột xuất đó, nên là đành đành phải chịu thôi. Nếu là bạn nào không tham gia được thì mấy em có thể lên coi lại record thì chị sẽ up lên ha. Chị sẽ up lên muộn nhất là vào ngày mai và sớm nhất là trong ngày hôm nay. Rồi để nhanh xong rồi thì các bạn có thể ao ha. Em chào chị. Ok, chào mấy em nha. Hôm bữa không biết tại sao mà cái quyền gọi là cái admin của cái link gì nhỉ? Cái link record lại về bạn đổ nguyên, chị cũng không biết tại sao nữa. Thì phải nhờ anh Trường để lấy lại cái đó. Nên chị up cái buổi 3 hơi buổi 4 hơi trễ ha. Rồi. Ok. Không biết mấy bạn còn trong đây do ngủ quên hay sao chưa ao nữa trời. Tôi phải ao sau cùng để tôi sợ cái quyền truy cập nó đi chỗ khác ghê. Thank you.